Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 thường. Hôm nay chúng ta sang bài số 2, Unit 2, Making Arrangement. Making Arrangement, trong cái phần đầu tiên Getting Started của chúng ta được học về các loại máy rồi các kiểu đó. Chúng ta sẽ đi vào cái phần xác bài tập tiếng Anh của Mã Lan Hương với bài số 1 La Mã, trang số 11. Bây giờ chúng ta đọc lại này. Answering machines, máy trả lời điện thoại. Movie theater, rạp chiếu phim. Address book là sổ địa chỉ. Mobile phone là điện thoại di động. Fax machine là máy fax dùng để chuyển tài liệu đó. Những cái tài liệu người ta chuyển tới một cái nơi khác rất là nhanh, những tài liệu mà tài liệu photo nhé, tài liệu file. Public telephone là điện thoại di động, điện thoại công cộng, sorry. Telephone directory, danh bạ điện thoại là một cái quyển danh bạ mà người ta lưu tất cả những thông tin của các hộ gia đình và các cơ quan xí nghiệp, công ty. Rồi chúng ta coi này, câu đầu tiên, answering machine, nó là một cái máy mà trả lời điện thoại của bạn và ghi lại tin nhắn. Vậy là a machine that answers your telephone and records messages. Câu số 2, movie theater, nó sẽ là a building within movies are shown, là một tòa nhà mà phim được chiếu. Câu 3, address book, sổ địa chỉ. A book in which you can write people name, addresses, telephone number, là một quyển sách mà bạn có thể viết tên của mọi người, địa chỉ của mọi người, số điện thoại nữa này. Tiếp theo, mobile phone, điện thoại di động. A telephone you can carry around with you, là một cái điện thoại mà bạn có thể mang theo bạn. A fax machine, an equipment used for sending and receiving copies of documents, là một thiết bị được sử dụng để gửi và nhận những cái tài liệu copy, những tài liệu photo, những tài liệu mà được giống như copy nhân bản, ok. A public telephone, a telephone which is available for people in general to use, là một cái điện thoại mà có sẵn cho tất cả mọi người sử dụng chung. A telephone directory, nó là một cái a book containing the names, telephone numbers and addresses of people and businesses. Nó là một quyển sách mà chứa đựng tên, số điện thoại, địa chỉ của mọi người và các đơn vị kinh doanh. Vậy là 1 nối với F, 2 nối với D, 3 nối với A, 4 nối với G, 5 nối với B, 6 nối với E, 7 nối với C.